Xin giới thiệu nhé, anh em làm vườn, đây là vườn bưởi diễn giống mới nhá. Đó. Đây cây bưởi. Giống bưởi diễn giống mới của mình là tôm vàng múi giòn, tôm giòn vàng múi ráo. Cây này rất là khỏe. Đó, cây. Đấy, cây lên khủng khiếp chưa. Đó. Cây rất khỏe nhá. Đây, cho bà con xem vườn này của mình là có 50 gốc, 50 gốc nhá. Hôm nay trời mưa cho nên thời tiết nó không được đẹp lắm. Đấy. Đấy. Các bạn đoán xem cây bưởi này là cây bưởi chiết này là trồng được bao lâu? Đây, nhìn gốc. Đó, gốc nha, lên này, lên thân này. Cái cây bưởi này của mình, cái vườn bưởi này của mình trồng được khoảng gần 1 năm rưỡi nha. Trồng từ khoảng tháng 8 năm 2017. Tháng 8 2017 mà bây giờ mới là tháng, hôm nay là tháng 3 2019. Đấy, mình vừa đi ngắm vườn, mình vừa đi cắt tỉa. Cành này cắt bỏ. Đây, cành này. Cành này không tác dụng gì, cắt bỏ. Để cho mọi người đi, mọi người xem nhé. Rất là cây rất là khỏe đúng không? Cây rất là khỏe. Đây ví dụ như cái cành này. Cành này cắt bỏ. Đấy. Cắt bỏ cho nó thoáng. Đấy, cắt bỏ. Đó. Đây cành này cắt bỏ. Cành này nó không có sự phát triển. Cắt bỏ. Cắt nó vừa sạch sẽ cây mà nó không có sâu bệnh. Chứ chúng ta để nó dày quá, những cái cành nó không phát triển được thì để lúc nó vừa mất dinh dưỡng của cây mà lại không tác dụng gì, làm cây nó yếu đi. Tốt nhất chúng ta cắt bỏ đây này, những cái cành này. Cành này nhé, cắt bỏ. Đấy. Đây cái cành này thì cũng chả để làm gì, cắt bỏ. Thực ra những cái cành này thì sau đó là lấy tán thôi. Đấy. Đây nhá. Đấy. Các bạn nhìn thân đẹp chưa. Mình làm bưởi thì mình thích cây nó có tán cao, để sau này cho nó có vừa có bóng mát mà quả nó lại đẹp. Đấy nhá, như cây này, cây này, cây này cắt bỏ. Cắt bỏ. Đấy. Cắt bỏ nó đi. Cắt bỏ nó đi. Thực ra cái cành này nếu mà sau mà không phát triển thì cũng cắt bỏ. Thì tạm thời chúng ta cứ để đấy đã. Đấy. Chúng ta cắt bỏ thì cắt làm nhiều lần. Cho nên là những cành nào mà cảm thấy nó vô tác dụng thì mình cắt bỏ. Đây, sang đến cây này. Ai bảo cái cây bưởi này là cây chưa được 1 năm rưỡi tuổi nhỉ? Khủng chưa? Mà nó là 1 năm rưỡi tuổi. Các bạn nhìn lá này, lá nó to nhá. Đấy. Nói luôn là bưởi giống ở bưởi bố mẹ, cái bưởi của cây bố mẹ của nó trước mình ăn rồi đấy. Quả rất khủng luôn. Quả rất ngon. Quả bưởi giống mới này của mình thì nó vừa quả to. Múi tròn. Tôm vàng óng luôn. Và giòn, nước thì ngọt. Bữa này ăn được rất là sớm, khoảng từ tháng 10 âm lịch là đã ăn được rồi. Tháng 10 âm lịch ăn cho đến Tết.
Đấy, hiện tại nhìn cái cây bưởi này này, nó rất là kín lá nhá. Đó, rất to, rất khỏe, nhìn gốc này. Nhưng mà rất nhiều cành cắt bỏ được ở đây. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt, ví dụ như cái cành này, nó đang lên rất là khỏe này, cành này đang lên rất khỏe. Thế thôi mình cắt bỏ này, cắt bỏ, bởi vì cành này không tác dụng gì. Cắt bỏ cho nó thoáng, thấy không? Đây, tiếp đến cái cành này. Cành này đấy, cắt bỏ. Đấy làm cái gì? Không thương tiếc cái cành này như thế. Cái này không thể lên, lên phát triển to được. Đấy, cành này. Nó đã có cành này lên rồi thì mình tất cả phang vào cành này đi. Đấy, thấy không? Đây, nếu cành này đảm bảo với các bạn là nó không phát triển được, cắt bỏ đi. Để làm cái gì? Cành này thì cũng có thể cắt bỏ được nhưng thôi. Cái nó đang tán, nó mà vươn sang bên kia thì mình để. Đấy, như ví dụ như cành này, cắt bỏ. Thấy không? Ba cái thằng con như thế này. Ba thằng con này để làm gì? Đó. Nó không tác dụng gì. Thì chúng ta cắt bỏ thôi. Mình được cái là mình vừa làm vừa chơi, làm vừa chơi này. Ghét nhất cái cây quả trắng này các bạn, nó mọc kinh khủng luôn. Bưởi này, vườn bưởi này của mình trồng cây cách cây là 5 mét. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn là chỉ 2 năm nữa là vườn bưởi này của mình nó sẽ xòe kín đất luôn. Kín đất, không còn đất nữa. Đó. Đây cái cành này cũng có thể bỏ. Nhưng mà thôi tạm thời cứ để, vì nó không ảnh hưởng gì. Cắt bớt rồi. Đó. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đây dưới cành này, mầm này. Bỏ nó đi. Chả tác dụng gì. Cây bưởi rất là thích. Mình thích cái giống bưởi này là về nhà mình chả có công đâu mà chăm sóc cả. Nhưng mà nó lên cứ tua tủa. Đây cho các bạn sang xem, các bạn xem cây này nhá. Rồi. Cây này là nó dưới bóng một cái cây to này, cây cây sang cổ thụ, nhưng nó không không mạnh bằng những cây kia kia. Đấy, tiếp đến cái cây này. Đấy, nhìn thấy phát đã rất nhiều cái để cắt. Đấy. Đấy. Cắt bỏ nó đi. Đây. Cắt bỏ nó đi để làm gì? Đấy, rộng rạp ra. Đấy. Cây đẹp không? Nhìn đã mắt luôn. Bưởi trồng 5 rưỡi mà không chăm sóc mấy mà được như này thì tôi nói thật các bạn là cực hiếm luôn. Hiếm có cái giống bưởi này đạt được như này nhá. Hiếm có giống bưởi nào đạt như này luôn. Bưởi này là mình trồng ở đất đồi nhá. Đồi mình cũng đồi đây nó cũng khô cằn thôi, không không được tốt lắm. À, cây này như có hoa này. Cây này có hoa này. Đấy, chùm hoa nó. Không biết đậu quả không? Mình không cần biết. Đấy, tiếp tục sang cây này. Nhìn phê không? Cây này chả có việc gì phải cắt cả. Rồi cứ để đấy. Lá này không biết nó bị làm sao.
Các bạn theo dõi video của mình nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình tiếp tục phát những cái video tiếp theo để quay lại cái sự phát triển và sinh trưởng phát triển của những cái cây bưởi nhà mình. Tí nữa mình sẽ quay cho các bạn này. Cuối video này mình sẽ quay cho bạn cái cây bưởi bố mẹ của nó nhá. Cây bưởi bố mẹ của nó là năm nay sẽ là sang năm thứ tư. Đây, cây này nhìn đẹp không? Đấy. Thấy không? Đó, gốc đẹp. Đây, cây này. Đó. Lên tốt mướt mượt luôn. Thật sự là phê. Nhìn cây này. Đấy. Phê không? Đây, ví dụ cái cành này nhá, chả để làm gì, cắt bỏ. Đấy. Đấy nhá. Cắt bỏ nó đi. Nó gọn, sạch sẽ. Tiếc lắm nhưng mà chúng ta vẫn phải cắt. Nhìn nó mơn mởn á, nhưng vẫn phải cắt. Vì bây giờ làm nông nghiệp nó khác ngày xưa. Chúng ta phải biết chăm sóc. Chăm sóc thì nó mới tự phát triển mạnh được và nó mới tốt được. Đấy. Thực ra cái cành này không phát triển được, cắt bỏ. Cành này nó lủi trong này không được, nhưng thôi cứ để cắt nó cũng tiếc. Cắt nó vừa. Đây, cành này. Cành này thì để làm gì đâu, cắt bỏ luôn. Nha. Yeah. Thực tế cái cành này cũng không để làm gì cả. Đây nhá. Chúng ta sẽ dành cái quyền phát triển. Đây, ra phải phát triển những cái cành này. Còn cành này nó sự các bạn nó không phát triển được. Mà chúng ta sẽ lấy cái tán trên này. Ăn cái tán trên này. Thế cho nên mình cắt bỏ. Đấy. Hơi sót nhỉ. Cái cành bưởi đẹp thế này. To đẹp này mà cắt bỏ hơi sót. Nhưng không sao, cuộc chơi là nó phải thế. Bởi vì mình đây mình lấy cái tán trên này mà, tán trên mới là tán chính. Đây này, đấy, bắt đầu nó ra cái cành tán nha. Đây, những cái này ở dưới này cắt bỏ hết này. Cắt bỏ hết cái này đi. Đấy. 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 Thoáng hẳn nhìn cây nó đẹp hẳn. Đây, nhìn cây. Cây này. Thấy không? Đẹp không? Ồ, tuyệt vời luôn. Đẹp. Coi như phê loi. Mình ở giữa thì mình trồng sen cam canh nhé. À, cam vinh. Trồng giữa mình là sen cam vinh. Cam vinh này cũng được một năm. Trồng được một năm. Lên. Không thua. Không khỏe lắm. Không tốt lắm. Cây này là cái bưởi da xanh, không phát triển được, không lên được, không thua. Đây là cây bưởi giống quê, bưởi quê cũ nhá. Nhưng mình cũng ghép giống mới, năm nay nó ra hoa rồi đấy nhá. Các bạn nhìn hoa kìa. Nó sẽ đậu quả cuối năm nay, mình sẽ vặt cái quả này, mình sẽ làm video. Mình sẽ vặt cái quả này bổ các bạn ăn. Ăn để các bạn thấy là cái chất lượng nó như nào. Đây, mình ghép cái cây này được 2 năm và năm nay nó ra quả lần đầu tiên này. Đấy, ra quả lần đầu tiên nhá. Đây, giới thiệu cho mọi người thấy cây bưởi cổ thụ nhà mình đây. Nhưng mà hôm nay là trời mưa nhá. Mấy hôm nữa trời nắng là cây này mình cũng xả bỏ hết. Cắt bỏ hết để nó bật mầm mới và giữa năm mình sẽ ghép bưởi giống mới. Đây, cây này giống mới này. Bưởi diễn này, bưởi diễn xong mình ghép này. Nhìn này, cái mắt ghép của mình này. Đấy. Năm trước mình cắt thế này xong mình ghép thì ai cũng bảo là cắt hơi sâu, hơi già. Thế nên nó sẽ kém, nhưng mà sau khi ghép nó sống, nó phát triển ấy. Khủng, phát triển quá khủng luôn. Nhưng mà đây này, đây là cái bài học này. Tức là cái cây bưởi nó đang cây to phát triển thì mình cắt bỏ. Cắt ở phần gốc này, mình ghép thì nó xảy nảy ra cái tình trạng là
là cái chất của cây bưởi nó không biết cho đi đâu, cho nên là cái đây này, thân này nó mới bị nứt ra, xong nó sùi những cái nhựa của nó ra, sùi nhựa, kiểu đây là kiểu dạng thừa chất, tóm lại là nôm na như thế, thừa chất. Thế nhưng mà bây giờ đây, sau khi mình ghép đây, vết mắt ghép vẫn còn này, nên lên rồi lên dã man luôn, thì chả mấy cái chỗ này nó lại nhẵn nhụi, bởi bản chất cái thân này nó rất là khỏe đây. Đấy, bà con nhìn cái con ốc sên này, bà con có ai có cách gì để rửa diệt cái con ốc con này, ốc sên con này cực ghét luôn này. Đấy, trống này thôi nhưng mà nó toàn ăn lá nhá, toàn ăn lá non đấy, đạp cho nó một phát. Đây, nhìn này, cành ghép đây, đây mình ghép bưởi giống mới này. Thấy lên nó khuyên khỏe không đấy, nhìn đây đấy, bắt ghép này, bắt ghép này đấy. Thấy không, lên phê loài luôn, thích lắm. Đây nha, xin giới thiệu với bà con vườn bưởi bố mẹ nó đây. Đó, trồng trong chè nhá. Cây cách cây khoảng 6 mét mà gần kín rồi. Đây, cây này. Đấy, thấy khủng không? Đó. Cây này báo cáo với bà con là mới trồng có 4 năm thôi. 4 năm này mà nó to vãi trưởng này rồi nè. Nhìn chung ở trên thị trường hiện tại thì với mình, với bản thân cá nhân mình nhá, thì mình thấy cái giống bưởi này ngon đứng đầu bảng luôn, ngang với cả bưởi da xanh nhá. Bưởi da xanh thì nó là rôm rốp chua, thế còn bưởi này thì nó là ngọt lịm luôn, không có vị đắng như bưởi bưởi canh diễn luôn. Đó. Cái sở thích của mình là mình ăn bưởi là mình phải ăn múi bưởi, thứ nhất là tôm nó phải khô ráo, ăn hết cả quả bưởi là không ướt tay. Đó. Và phải giòn ngọt, thế thôi mình, chứ cần cái bưởi mà nát 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 là mình không thích. Thế còn có thể là mỗi người một quan điểm, có nhiều người sẽ thích những cái kiểu bưởi khác, nhưng bản thân mình là thích bưởi như thế. Video mình quay này để giới thiệu bà con để tìm hiểu, tìm những cái giống bưởi tốt mà để trồng thôi nhá, chứ mình không có quay video để mình bán giống đâu nhá. Bởi vì mình không có giống bán, mình không có giống bán và mình cũng không có thời gian để làm giống để bán. Đó. Mà mình ở vườn này là vườn mình làm để chơi thôi. Nên là mọi người xem video thì ủng hộ kênh của mình thì bấm đăng ký kênh, để cuối năm nay cũng tại cái vườn bưởi này mình sẽ quay và sẽ review một bổ quả các cái quả bưởi từng tháng một, ở giai đoạn từng tháng một để ăn, để cho mọi người thấy là cái tôm nó như nào, ráo nước ra làm sao, ngọt ra làm sao. Đó, để mọi người thấy. Đấy. Thế còn cái sau khoảng 5-7 năm nữa mà những cái cây bưởi này nó to hẳn lên rồi thì lúc đấy nó nhiều cành nhà mình, lúc đấy ai có nhu cầu xin giống thì mình cho, mình chả bán làm gì. Đấy. Mọi người nhớ xem, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đấy, đây cây bưởi đây, vườn bưởi đây. Ôi, mình xin cảm ơn, chào tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe và làm ăn thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn.